Bo năm 18 tuổi thì chuẩn bị bước vào đời này. Thì mẹ chỉ mong là Bo sẽ dám nghĩ, dám làm một người đàn ông, đối xử tốt với phụ nữ, tất nhiên là thương mẹ nữa này, thương bố này, thương ông bà nội ngoại. Rồi nếu con có thất bại thì đừng lo, vì nếu lúc đó con cần mẹ nhá thì mẹ sẽ cùng con vượt qua tất cả. Trước 25 tuổi thì con được phép thất bại và chúng ta sẽ làm lại.